Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cắm spore một chiếc nhẫn nam trong phần mềm Matrix, sử dụng hoàn toàn bằng cái công cụ cắm spore của phần mềm Matrix luôn nha. Bây giờ mình sẽ đưa một cái nhẫn nam vào import. Mình sẽ gọi nhẫn 661 đi. Đây mình cắm cái nhẫn này. Thì đầu tiên là mình sẽ xóa những cái không cần đi nè. Ẩn đá đi. Đá là không cần. Mình tìm cái màu gần giống đó. Đây. Đó. Đó. Những cái đường cơ này mình ẩn group ra để mình xóa luôn nha. Ẩn group nè. Rồi mình xóa những cái đường này đi. Rồi bây giờ mình sẽ xem là mình cần cắm những cái gì nè. Ở đây nè, mình cần cắm 3 cây khoảng 3 gem vào đây. Khúc này nữa. Ở đây nữa. Rồi mình cứ phân tích từ từ thôi, không cần phân tích nhiều. Phân tích cái đâu là bên đấy. Ở đây mình sẽ vẽ đường line nha. Vẽ đường line nè. Bắt từ điểm N ở đây. Điểm N hoặc điểm near cũng được. Near đây nè, bắt near lên nè. Đó, cho nó near cho nó thẳng thẳng là được rồi. Đây. Vẽ một đường ở đây. Rồi, mình vào solid và mình tạo cái support đây. Vào đây chọn, mình chọn đây và mentor. Rồi mình cho bán kính nó là đường kính là 3 gem này, 0.3 rồi, 0.3 enter. Rồi enter enter. Ở đây cái nắp của nó chưa có cái nắp, nó chưa có cái đầu để nó ăn sâu vào. À có rồi, nó cái đầu rồi. Bây giờ mình sẽ copy ra nha, kéo nó vào trong nè. Ctrl C, Ctrl V. Rồi cầm đây, kéo. Nó mà chưa có cái mũi tên thì bật cái này nè. Tắt bật cái mũi tên đó bằng cái này. Đó, bật cái này lên. Thì bấm vào đây nó sẽ sáng lên này. Rồi mình sẽ kéo nó vào sâu nè, trong một xíu. Rồi mình cần chọn xe, cần chọn về nữa. 3 cây. Ở dưới này mình cũng cắm. Này chắc cả 2 cây được rồi. Vẽ ở trong nè. Vẽ luôn đi, đâu phải copy. Đó. Rồi mình kéo nó vào tiếp. Sát mép nha. Ở đây cũng cần khoảng 2 cây nữa. Mình lật vào trong mà. Mình sẽ nối từ đây xuống. Tại cái thanh này nó dài quá. Dài trên 2 ly là phải cắm ở cứ cách khoảng 2 mm thì mình cắm một cây. Thanh nằm ngang ấy, cứ 2 mm cắm một cây, không cắm nó in ra một cái lớp rất mỏng, nó sẽ xệ xuống đây nè. Võng xuống xấu lắm, hỏng mẫu luôn. Rồi bấm vào đây nè. Đó, xong mình chọn đây, enter thôi, enter 3 lần nó ra cái cây đó. Rồi ở đây mình đưa ở đây, nó vậy được rồi. Nó nghiêng cũng không sao hết, cái này người ta cắt đi mà. Rồi bây giờ mình copy nó qua bên này bằng cách mình cái này đối xứng, mình xoay nhá. À nó đối xứng mà. Nó đối xứng thì mình chỉ cần mirror thôi. Rồi mình chọn toàn bộ này. Giữ shift xong rồi bấm chuột vật những cái này. Giữ shift nha. Rồi. Bây giờ mình bấm đối xứng nè. Rồi bấm 0 enter. Xong rồi giữ shift tiếp để cho nó thẳng vô nè. Rồi bấm
chuột. Đó. Vậy là mình đây nữa. Phần này nữa nó nằm ngang đây, nó cũng hơi dài nè, cho hai cây vô nữa. Này thiếu. Bên này mình cũng bẻo hai cây. Bật điểm nia lên nha, bật điểm nia lên để thì vẽ nó mới bắt điểm vẽ được. Rồi. Nên đẩy nó sát vào một chút. Hoa văn ở bên hông. Còn bây giờ bên trong này mình sẽ thấy nè, đây một cái đỏ nằm ngang dài nè, phải cắm đây ít nhất là ba hai cây hoặc ba cây. Đây cũng vậy, nằm ngang dài là phải cắm nè. Đây có một cái mặt phẳng này, mặt phẳng hoặc nằm ngang là phải cắm nha, nó nằm ngang cắm ở đây 1 2 3. Rồi mình sẽ cắm này. Bây giờ mình vào phần này supporting, bấm vào đây nó hiện lên một cái cây. Mình sẽ kéo khoảng một nửa nhẫn nha, nửa nhẫn là mình bấm chuột trái là bắt đầu nó chĩa lên nè, những cái cây trống nè. Tắt bắt điểm đi nha, tắt hết đi, bấm ba cây, bấm đối xứng nè, video nè, đó qua bên trái bên phải luôn, ba cây nè, 1 nè 2 nè 3 nè. Đây cái khúc nâu này cũng cần cắm hai cây nè, một cây thôi thì mình đối xứng một bên thôi. À, đối xứng bên x, và đối xứng bên x là mỗi bên một cây nè. Đối xứng bên x phải không? À, không phải, đối xứng bên y nhé. Đây, cắm bên này là bên kia cũng có nha. Đó. Giờ trong cái nền này nữa, trong nền này cũng cắm nữa nè. Đối xứng x y luôn nha, x đối xứng y này. Khoảng đây. Hai cây. Rồi. Tắt hết đi. Đối xứng x cắm một bên ở đây, ở giữa đây, cắm ở giữa đây. Đó. Rồi thì cắm ở giữa đây đó, cái chỗ nó phẳng mà. Giờ còn lại không cần cắm cái chỗ này nè, nó cũng sẽ xuống nè đó, nó mình không cắm thì nó dơ thì xin thôi. Đây đó, cái mép này nè, chắc chắn là nó sẽ rớt một chút đấy. Xong thì bấm enter một cái, xong rồi chọn đường kính nè, mình sẽ bấm một cái quả cầu trắng ở đây này. Đó, bấm vô, mình sẽ bấm vào đây là 0.6, 0.6 là mình sẽ tạo được một cái trụ 1 ly 2 đó, đó cái trụ 1 ly 2. Bấm chuột trái vào không gian nè, rồi là cái trụ chân này này, ở đầu này là 1 ly 2, cái chân này nữa mình cũng cho ly 2 luôn, thì bấm vào đây. Rồi cũng 0.6 enter. Rồi đây. 0.6 enter. Đưa đây. Đây ly 3 trên ly 2 về nó cao lên không? Nó nhỏ lại. Từ to tới nhỏ. Này mình kéo hơi âm xuống một chút. Âm xuống một chút thôi. Cho đi qua cái đó cho nó âm một cái mẫu đó. Vậy là mình xong được, đây là cái support nè. Support chính á. Rồi enter cái nữa. Thì nó tạo ra cái support. Rồi bây giờ mình chỉ còn làm một cái đế nữa thôi, và cắm support dưới đế là xong. Thì mình làm thủ công luôn nha, mình sẽ làm một cái đế nhỏ nhỏ thôi. Đây một cái đế đây, mình vẽ đại đây, bấm từ đây bấm đại ra đây đó, mình nhìn là nó hơi lớn lớn một chút nữa. Xong rồi nó hỏi chiều cao nè, cho nó khoảng 3.5 cm nha. Đó, tạo ra một cái miếng đế này 3.5 cm. Sau đó mình kéo cái đế này xuống, di chuyển nè, ở cửa sổ này nha, cho nằm đây một lần. Sau đó mình di chuyển xuống 3 ly, 0.3, à 3 ly chứ, cho nó hỏi khoảng 3 ly đi.
cho nó vào giữa này, nó đeo hai bên đi. Cái này chuyển qua plastic, nhìn này, đó mình cho vào đây, kéo nó vào cho nó đeo hai bên. Rồi bây giờ mình cắm cái cây support đây là xong. Cây support ở đây chống đây là khoảng là từ 7 đến 8 gem nha. Thì mình sẽ chống là 7 gem rưỡi đi. Đây, cầm cái này. Bấm vào đây xong rồi bấm vào cái đảo trên cùng. Cái đầu tiên. Start nè. Start thì mình start là ở đâu đây? Start là bắt đầu phải không? Đó, trên trên đây nè. Là mình cho 7 gem. Rồi. À rồi điểm dưới này, N này là mình cho 8 gem đi. Đó, chân to, đỉnh nhỏ. Rồi. Mình cắm ở mép ngoài này nha. Mình sẽ cắm giữa đây. Một cây này. Cứ khoảng 2 ly á mình cắm một cây. Mình canh quen mắt rồi nên. Đấy. Cái nó lòi xuống này. Thì mình kéo này hơi âm nhẹ xuống một chút để che đi nha. Đó. Rồi, cái này mình đối xứng nó qua. Mirror nè, không. Giờ này mình copy vào thôi. Ctrl C, Ctrl V để mình kéo nó vào nè. Ctrl C, Ctrl V mình kéo nó vào. Rồi vậy là mình đã tạo ra được cái tấm đế và cái cây support cắm rồi. Như vậy là mình đã, như này là mình cắm xong rồi. Đó. Cái nhẫn này mình chỉ đưa xuất STL để in thôi. Thì mình chọn toàn bộ nè. File Export Selected. Rồi, mình đặt tên nó là 766. Nhẫn nam. Cắm support. Rồi, save. Ok, ở đây mình sẽ chỉnh symbol control này. Mình để cái độ phân dài ở đây là 0.002 nha. Ok. Rồi mình đã cắm support xong và đã xuất và đã in rồi. Ví dụ như mình mở phần mềm lên để in thì mình mở phần mềm in là mình đưa vào in thôi. Ví dụ mình mở phần mềm lên này. Rồi mình đưa vào in này. Đó, mình tìm lên đây này. Đó, mình đã cắm support xong. Đó, bây giờ chỉ cho in thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Chúc các bạn thành công.